Ok, xin chào các bạn. Đây là một cái series liên quan đến phố phường. Mình sẽ đi bộ, mình sẽ cho các bạn thấy cái tình hình phố phường hiện tại ở Việt Nam nó như thế nào. Trong đó có những cái mốc lịch sử, trong đó có những cái nơi liên quan đến vấn đề gọi là kinh doanh cũng như là nó được hình thành như thế nào, nó mở rộng ra sao. Thì đó là một trong những cái đề tài mình thấy cũng rất là hay, đang làm mình đi tập thể dục. Thì hiện tại giờ ở Việt Nam của chúng ta thì các bạn biết rằng là đường phố được mở rộng rất là kinh, đặc biệt là những thành phố lớn, trong đó có thành phố Hà Nội, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và các cái thành phố trực thuộc trung ương, kể cả những thành phố nhỏ. Bây giờ nếu mà ai mà đi xuyên Việt nhiều thì quý vị biết rằng là nó rất là phát triển. Ví dụ như đây là một cây cầu, cái cầu này ngày xưa nó rất là nhỏ đấy, bây giờ thì nó bắc qua cái dòng sông Tô Lịch, thì quý vị thấy không? Dòng sông Tô Lịch đấy đã được ngày dòng sông này người gọi là dòng sông Công Thối ấy. Và bây giờ thế này rồi. Bên kia tại sao nó quây, bên kia là nghẽo đẹp lắm, bên kia nó cũng là một cái mương rất là bẩn, và người ta đã bê tông hóa và người ta làm những cái gọi là khu để xe, bãi để xe. Nhưng có một thời gian là Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, trong đó có một vài con người đã làm sai nguyên tắc cho thuê đấy, thành ra bây giờ phải quây lại đấy. Và đây là con đường Nguyễn Khánh Toàn đấy, bắt đầu vào đường Nguyễn Khánh Toàn. Con đường Nguyễn Khánh Toàn nếu mà so với tất cả những con đường cũ của thành phố Hà Nội thì là một trong con đường mới. Ngày xưa không có đường này. Các bạn nhớ là ngày xưa không có đường này. Và con đường Nguyễn Khánh Toàn thì bây giờ sau 20 năm, gần 20 năm thì con đường Nguyễn Khánh Toàn bây giờ là rất nhiều những cái cơ sở thương mại mọc lên. Có một thời gian ở cái bên trái đường kia, họ thuê họ kinh doanh nhiều những cái mặt hàng tốt đẹp ạ, ngân hàng. Nói chung ở Việt Nam hiện tại bây giờ những cái trục đường như này, đông đúc như này thì những cái cơ sở kinh doanh thì rất là nhiều. Trong đó có những cơ sở kinh doanh rất hoành tráng, nếu các bạn vào trong thì không khác gì ở những nước tư bản phát triển đâu. Clever Food Produce, đây là Fruits nha, nhưng mà mình đọc nhầm một phút. Đây là Me Malis Lisa này. Đây là rồi. Qua mình vừa đi qua một cái cơ sở kinh doanh của một trong những người chơi xe nổi tiếng nhất Việt Nam, Hoàng Kim Khánh. Đấy. Đường xá nó chỉ có thế vậy thôi. Nhiều lắm. Đâu bây giờ Hà Nội kinh doanh cả. Đây là chẳng qua sau đại dịch Covid ấy nhá. Sau đại dịch Covid-19 thì mọi thứ nó còn kinh tế nó buồn nữa. Chứ còn ngày xưa nó đâu nhộn nhịp lắm. Ngân hàng này với cả bán hàng. Và các bạn nhìn trước là Circle K đúng không? Circle K thì các bạn biết rằng là một trong những thương hiệu bán 24 trên 7. Có nghĩa là 24 trên 24. Bây giờ ngoài Bắc là nơi của giới trẻ. Buổi tối những người trẻ họ hay tụ tập đây, tại vì riêng CK nó hay lắm, nó có những cái chỗ ấy để ngồi ăn uống, ngồi nói chuyện, ngồi làm việc, có wifi. Đặc biệt những cái thời tiết mà nó nắng nóng ấy, lạnh quá chẳng hạn, vào đấy là rất là vui, vào ấy được cái. Ở đây là có một cái gọi là Sen Hotel. Sen Hotel này lâu lắm rồi, trong này có massage, có dịch vụ massage nhé. Nếu mà ai đã vào đây thì biết tất cả những cái khu phố mới thì cũng nhiều mặt hàng kinh doanh. Ý điều đó là chúng ta đã nhìn thấy cái sự phát triển, cái sự phát triển của Việt Nam. Hy vọng là sau đợt dịch Covid này thì khoảng tầm 1-2 năm nữa tất cả mọi chuyện đã trở lại bình thường ấy, thì Dương Béo tin chắc rằng là nó nhộn nhịp nữa. Ngày xưa nhộn nhịp, cái này 2-3 năm nó nhộn nhịp. Các cơ sở kinh doanh, mình khẳng định với quý vị nếu mà Hà Nội này
Nếu mà chúng ta là những người kiên trì kinh doanh, có vốn thì kiểu gì cũng thành công. Mình chưa thấy một cái cơ sở nào mà ở Hà Nội người ta bám trụ khoảng 4 năm mà người ta không thành công. Có những thương hiệu phát triển kinh khủng. Ở đây các bạn thấy hủ tiếu Thái Lan không? Mình cũng chả biết hủ tiếu Thái Lan nó như nào cả, nhưng mà mình đi Thái Lan rồi đấy, ăn nó như hủ tiếu Việt Nam thôi. Nhưng đây là một trong những cái thương hiệu nó ra ngoài Bắc, bây giờ đông khách lắm, nó là mốt, là cái trend khắp nơi mở, mà thuê toàn những điểm rất là to, chứng tỏ là ăn được. Các bạn phải nên nhớ rằng là trong cái món ăn Việt Nam ấy, nó rất nhiều vùng, mỗi vùng một khẩu vị. Cái đặc biệt là mỗi vùng khẩu vị thì quý vị biết rằng là khi mà người ta chưa đi du lịch nhiều, khi mà phương tiện công cộng chưa phát triển hay phương tiện giao thông chưa phát triển thì người ta ngại đi lại hoặc là giá thành quá mắc. Nhưng khi điều kiện kinh tế lên rồi thì mọi người di chuyển nó rất là nhiều. Cũng cái chuyện mà đi vào miền Nam chơi, đi ra nước ngoài du lịch thì nó chuyện bây giờ ở Việt Nam nó như cơm bữa. Thành ra bắt đầu người ta quen dần, người ta thưởng thức dần những cái món ăn lạ từ các vùng miền khác. Và có một cái tệp khách hàng là họ ăn những cái món đấy họ cảm nhận rất là ngon, và họ sau khi mà về lại những cái địa phương của họ, bản chất ngày xưa thì không có, nhưng bây giờ là có những doanh nghiệp người ta bê ra, người ta mang những cái món ăn các vùng miền ra ấy. Thì bây giờ là rất nhiều món ăn của miền Nam đã ra ngoài Bắc, thì ở miền Tây Nam Bộ trong đó có thịt cuống, bánh tráng các thứ này của miền Trung, bánh xèo, phở Lam ngày xưa cũng mang ra, bây giờ có cả hủ tiếu đó, hủ tiếu Thái Lan đấy. Thế là bún chả thì ở Hải Phòng lên, bún chả thì ngoài Hà Nội cũng có kiểu nhá, nhưng mà Hải Phòng lem, lem cua biển Hải Phòng ngon. Thế tất cả những nơi bắt đầu họ đổ về dồn các thủ đô với cả các thành phố lớn. Thế là bây giờ là những cái món ăn đó sẽ trở nên thân quen. Đấy. Đặc biệt bây giờ các bạn biết rằng là ở Hà Nội khắp nơi là bún bò Huế. Đấy. Ngày xưa thì phở Bắc vào đúng không? Phở phở Hà Nội đấy. Bắt nguồn từ Hà Nội mà. Sau những người di cư Bắc Năm Tư hay là bún lốc Hà Nội chẳng hạn đã di cư vào Sài Gòn, di cư vào Thành phố Hồ Chí Minh, thì bây giờ phở nó khắp nơi trở thành Hồ Chí Minh đó. Có và họ hình hình thành lên một cái vị khác nữa, vị phở của Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài Bắc bây giờ đấy, bún bò Huế là một trọng món có thể nói là thành công mỹ mãn tại ngoài Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, khắp nơi người dân rất thích ăn bò bún bò Huế. Ở đây là có cái cơm phố ấy, anh Nguyễn đấy, đặc biệt là cũng có cả sự du nhập các món ăn, các quán theo kiểu nước ngoài, giống như là Paris này. Trong vào này các bạn uống cà phê, ăn bánh ngọt, đủ các thứ. Tôi nói một cái câu chuyện này đôi khi các bạn khi lại không biết nhé. Nhân tiện đang đi ở cái phố này là có một quán lẩu. Các bạn biết là lẩu được du nhập và chính là từ miền Nam ra ấy. Cái thời mà mình ở trong miền Nam mình chơi trong đó, ngoài Bắc còn không có quán lẩu nào. Các bạn biết không? Các bạn có tin không? Ở ngoài Bắc không có quán lẩu nào, năm chín mấy. Nếu có phải chăng là chỉ là một món ở trong cái nhà hàng này, chứ nó không phải là một cái cửa hàng chuyên nghiệp đấy, liên quan đến vấn đề phở, à với vấn liên quan đến về lẩu. Thế mà bây giờ là quán lẩu khắp nơi, quán nướng khắp nơi. Đó là gì? Đó là sự du nhập thôi, sự di chuyển của thực phẩm các miền đến với nhau. Và mình có quen một người, anh đấy là một trong những đầu bếp rất là giỏi của Việt Nam, anh ấy là anh của ông anh của mình. Anh ấy từng đoạt ba giải thưởng lớn nhất, cao nhất của Đài Truyền hình Hà Nội liên quan vấn đề ẩm thực. Và anh ấy có một người em là người mở lẩu đầu tiên ở Hà Nội đấy. Mở đây nhá, mình đã nói rất rõ nhé, là mở theo cái hướng chuyên nghiệp ở quán lẩu về sau lẩu lướng.
Còn ngân hàng thì các bạn thấy là ngân hàng thì rất nhiều ngân hàng ở Việt Nam hiện tại bây giờ. Ngân hàng MSB này, ngân hàng TP Bank. Nói chung là nếu mà các bạn đi bộ thì các bạn sẽ thấy được là một khu phố của Hà Nội hiện tại bây giờ đầy đủ tất cả các dịch vụ. Trong đó có dịch vụ ăn uống này, nhiều món. Dịch vụ khách sạn này, dịch vụ ngân hàng này, dịch vụ cà phê này. Đấy, các quán ăn nhanh trước mặt chúng ta, Notaria này, một trong những quán ăn nhanh cũng rất là nổi tiếng tại Việt Nam và châu Á, cũng như là Hàn Quốc. Các dịch vụ, trong đó có dịch vụ xe máy, các bạn nhìn đây nè, cửa hàng Honda hết đấy. Cửa hàng Honda hết thì các bạn biết rằng là một trong những cái thương hiệu về ô tô, về xe máy tại Việt Nam. Nó có cả ô tô nhưng mà riêng về Honda hết thì thường là bây giờ đang bán xe máy. Các bạn biết rằng nếu mà được xin được tiền ấy, để mà các bạn mở được một cái Honda hết này bây giờ thì kinh khủng luôn. Sợ không có tiền mà mở. Chưa nói là điều kiện. Nhưng mà nó làm giàu cho những người có cái giấy phép kinh doanh đó và các bạn kinh doanh đó. Gọi là Honda hết. Đấy. Tất cả những cái đấy nó mang đến những cái dịch vụ rất là tiện lợi cho người tiêu dùng và người dân Việt Nam. Các bạn thấy bên tay trái chúng ta có rất nhiều những cái ghế ngồi không? Đó là những bác bảo vệ đấy. Đó là cơ sở. Đây. Ở đây có cả mua xe máy đây. Cũ giá cao. Có nghĩa là dịch vụ xe máy cũ. Wulong, Taiwanese Hotpot Buffet và đây ăn buffet được. Chả cá, chả cá anh Vũ đủ hết. Ngựa quyển, ai nãy mình vừa làm bún bò Huế đúng không? Các bạn thấy không, bún bò Huế kìa, đấy, đây, bún bò Huế đấy, đấy. Ở trong đó có nhiều món lắm, có nhiều món Huế. Huế nó có cả cơm hến và các loại bánh. Ngân hàng Techcombank. Nói chung ở trên một trục đường ấy, nếu các bạn đi xe máy chỉ băng qua thì các bạn sẽ không thấy được. Nhưng nếu các bạn đi bộ các bạn thì thấy cái dịch vụ có nhiều. Không thiếu cái gì. Cho nên là cái việc mà tại sao Dương bảo là cấm phương tiện cá nhân, trong đó có đây là MB Bank này. Trong đó có xe máy chẳng hạn. Dương thấy hoàn toàn đúng. Hãy để mọi người đi bộ này vừa tập thể dục. Thứ hai là mới thấy được là cái sự phát triển. Cái xe máy mà cứ ào đi. Không nhìn gì đâu. Tại vì mình tập trung điều khiển xe máy rồi. Cho nên là đường xá thì bây giờ to đẹp này, vỉa hè to đẹp. Đấy, mình vẫn thích cái vỉa hè mà nó làm theo kiểu nhiều nước người ta bây giờ đã làm rồi. The coffee house. Bạn thấy không? Rất đẹp. Không khác gì những quán ở bên nước ngoài cả. Cell phone này. Đấy. Đủ hết. Đấy, gogi này. Nướng bò đây. Cũng buffet. Bỏ mấy trăm nghìn ra là vào đấy ăn các loại bò. Đấy, có cửa hàng Việt Brother. Việt Brother Nguyễn Khánh Toàn đây. Quần áo Made in Việt Nam mình đấy. Rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Không khác gì chất lượng nước ngoài. Hàng rất là dễ chịu, rất là rẻ, mặc rất là đẹp, cực bền luôn. Trong đó có đây An Phước này, có Bia Cà Đen này. Đấy, đấy, cửa hàng An Phước ấy. Các bạn thấy không, quần áo đồ hiệu dạng hơi đắt đắt thôi, chưa phải gọi đồ hiệu được, gọi là đồ đắt của Việt Nam đâu. Đấy, đây là tôm hùm nhá, đây là nhà hàng tôm hùm này, có phở tôm hùm. Trong này có phở tôm hùm 500k. Đấy. Ai thích ăn tôm hùm thì vào đây. Một trong những nhà tôm hùm đầu tiên của Hà Nội. Đấy, mình dám khẳng định không ít. Vào đây là Toto. Thằng Toto này mình không nhầm mà. Ngày xưa là của thằng bạn. Gia đình thằng bạn. Mà ở đây thấy tên chữ Quốc Huy này. Không biết có đúng của... Đấy. Đây nhà hàng rượu này. Sophia Wine. Đang đóng cửa. Đây là các anh thu mua xe máy. Ngồi rất là tự tại ở chỗ làm việc.
Ở đây có bếp trưởng Mr. Đông này, ăn sáng trung tâm restaurant. Hôm nào mình thử nhá, mai thử vào đây. Đấy, cái này quá đẹp rồi. Đây có vẻ là món phở ok này. Đây là cái khu, cả cái khu này là gọi là, nó gọi là bảo tàng dân tộc học. Trong đó là có những cái trúc lâm coffee, ngày xưa đó là cả Trung Nguyên ấy. Một trọng điểm Trung Nguyên mà cái anh kiến trúc sư nổi tiếng của Việt Nam đạt giải Green gì đấy của Nhật Bản này, anh ấy thiết kế này. Qua đây có nhiều mấy thanh niên đại gia kia đấy, chúng ta mới đi được nửa đường thôi nhá, vẫn theo Dương đi tiếp đấy. Hôm nay chúng ta đi hết con đường Nguyễn Khánh Toàn đi đấy. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy kia có cái phở Vũ này. Phở Vũ này bây giờ rất là nhiều phở Vũ các bạn. Ghi toàn là phở Vũ gia truyền thôi. Mình những cái ở đây mình xin lỗi, đáng nhẽ mình quảng cáo cho thằng bạn mình này. Nó có một cái quán ăn ở kia, quán ăn về cháo Đài Loan rất nổi tiếng ở góc kia kìa, gần số 8 Nguyễn Khánh Toàn đấy. Đấy, thì nếu mà ai mà đi đường này thì nhớ nhá, nó có bảo tàng dân tộc học Việt Nam đây, những cái có người ta giới thiệu này, nhà rông ba la này, ngôi nhà cao hơn 17 mét, nếu kể cả dải hoa văn trên nóc thì tới gần 19 mét, sàn cao gần 3 mét và diện tích trong nhà hơn 90 mét vuông, bốn cái cột lớn nhất có đường kính gần 60 cm, những cây xà dọc hay đòn tay dài khoảng 14 đến 15 mét. Ngôi nhà rất cao và lớn nhưng đứng vững chắc được chủ yếu nhờ vào hệ thống liên kết có tác dụng giằng và chống giữa hai mái cũng như trong mỗi mái. Đường cong của mỗi mái nhà hài hòa với những đường cong khác ở trên nóc, cạnh sàn, chân mái, mép trên của vách trên. Việc tạo dáng cong khum ở phần dưới của mỗi mái chính không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn làm cho mái nhà khỏe hơn và tăng khả năng hứng chịu gió. Đấy các bạn thấy không? Đấy, người ta gọi là nhà rông. Đấy, bản sắc sống động này. Thì ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thì nó sẽ là các công trình kiến trúc dân gian được người địa phương dựng lại trong khu vườn rợp bóng cây, trưng bày phản ánh sự đa dạng về kiến trúc, kỹ thuật cũng như tri thức dân gian, đồng thời tái hiện nếp sinh hoạt gắn với các vùng sinh thái và khu vực lịch sử văn hóa. Bạn có thể vào nhà dài, lên nhà sàn, chiêm ngưỡng ngôi nhà cao, nhà rông cao vút, ngắm những tượng gỗ đặc sắc của nhà mồ, giao lưu với người địa phương khi họ đến tu sửa các ngôi nhà, trình diễn giới thiệu truyền thống. Đấy các bạn thấy không? Rất hay. Đây, có nhà mồ này. Các bạn thấy không? Các bạn nên nhớ là chúng ta dành rất nhiều những cái gọi là thời gian cũng như là quảng bá cho các nhà, các anh em dân tộc ở trên vùng cao. Cái nhà mồ Gia Lai này. Ngôi nhà mồ do 5 người đàn ông Gia Lai Arab ở làng Mờ Rông Ngọ, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai dựng lên năm 1998 ở làng. Trong nhà mồ có thể chôn khoảng 30 người chết. Tượng trang trí trên hàng rào được đẽo và tạo bằng rìu, đục và dao. Những tượng trai gái, giao hoan, phô ra bộ phận sinh dục và tượng phụ nữ mang thai đều liên quan đến sự sinh sôi. Mái nhà là gỗ ván và được phủ một lớp phên lan tre có trang trí nhiều hình vẽ bằng phẩm màu đỏ tự chế tác theo lối cổ truyền. Những hình tạc trên nóc mô tả chủ yếu sinh hoạt lễ bỏ mạ đấy. Đấy quý vị không? Đây, đây là nhà dài người ấy đây. Đấy. Ngôi nhà dài 42,5 mét dựng lại từ nhà của một gia đình ở Buôn Ky, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Nhà dài là chỗ ở của một đại gia đình mẫu hệ, bao gồm các gia đình của con cái, cháu gái sinh thành từ một bà mẹ. Trong những năm 80 của thế kỷ 20, loại hình cư trú tập trung và kiểu tổ chức cuộc sống chung này ở Tây Nguyên đã giải thể mạnh mẽ. Đấy, quý vị thấy không? Đây, đây, cái ngôi nhà này mình nói cho các bạn biết là rất hay nhá, nhà làm bằng đất nhá. Đấy, kể ở trên Lào Cai hay lắm, ở cực mát. Nhà người Hà Nhì. Ngôi nhà rộng hơn 80 m² do 20 người Hà Nhì làm theo mẫu nhà của ông Tráng A Lù ở thôn Lao Chải 1, xã Y Tú, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Tường nhà dài khoảng 45 cm, cao 4 m, làm bằng loại đất sét có lẫn nhiều sỏi và đá nhỏ. Người ta đổ đất vào khuôn, gỗ ván và dùng
chày gỗ giã chặt xuống. Trình như vậy từng khuôn và lần lượt hết lớp dưới đến lớp trên. Họ còn đặt những khúc tre tươi và những hòn đá hộc vào bên trong đất để tường thêm chắc, đặc biệt là tại bốn góc nhà. Các bức tường của ngôi nhà này đã dùng hết khoảng 150 mét khối đất và 14 mét khối đá. Bên cạnh nhà chính là ngôi nhà phụ, trong đó có trồng chuồng trâu và chuồng ngựa. Xin lỗi các bạn. Đấy, nói chung là đi mình đây các bạn, nếu mà vào vào đây nhá. Đấy, đây là bảo tàng dân tộc học. Thì đấy, ở trên đường Nguyễn Khánh Toàn nó có cái bức tượng, thế thì mình đọc cho các bạn xem hết. Và ở đây nữa thì các bạn, phía góc kia ấy, là một cái công viên. Ở đây gọi là công viên Nghĩa Tân. Đấy, đây là ngã tư. Ngã tư đây là ngã tư Nguyễn Văn Huyên và Nguyễn Khánh Toàn. Đấy các bạn ạ, khi các bạn đi quay mà đường phố này này, các bạn học được cái tính tự tin. Đấy, mọi người nhìn bạn rất là nhiều. Nhưng bạn nên nhớ là bạn đang làm một công việc mà không vi phạm pháp luật, một công việc quá bình thường. Thì các bạn ngại cái gì, đúng không? Các bạn phải tự tin hơn chứ. Như mình rất là tự tin. Kệ, mọi người nhìn gì mình có làm gì đâu. Đấy, ai nhìn thì nhìn, người ta nhìn mình thoáng qua mà. Mình nói thật với các bạn nhé, mình muốn xây dựng rất là nhiều kênh, nhưng mà các em, nhiều em nó không vượt qua được cái sĩ diện của bản thân. Cứ sợ chuyện này, sợ chuyện khác, sợ người ta nhìn. Đi cầm cái máy quay cứ sợ. Tại sao phải sợ? Các em không ăn gian, các em không đánh dối, làm sao các em sợ được? Ở đây đấy, có những người đã nổi tiếng ở trên truyền hình này này. Đấy, mình đang đi qua ngã tư. Rõ ràng ở đây đang là đèn đỏ mà vẫn đèn xanh của đi bộ không nhảy, bắt buộc phải đi sang thôi. Tiếp tục chúng ta đi. Thì góc này ngày xưa ấy, thì các bạn bạn nhớ đấy, nhớ là góc này ngày xưa ấy, đó là khu tái định cư và tập thể cho một số bộ phận. Thế nhưng mà ở dưới người ta sẽ mở bia. Ở dưới này nổi tiếng lắm, có cả bia Vi Anh các thứ năng nhăng. Cái nhà cao cao đằng sau kia ấy, là nhà của thể chất của trường Dịch Vọng, một trong những ngôi trường rất là nổi tiếng của huyện quận Cầu Giấy. Đấy, bên tay phải là công viên. Công viên này là công viên gì? Công viên này là công viên Nghĩa Tân. Công viên cũng rất nhiều người hàng ngày tham dự tập thể thao, vân vân và vân vân. Đại khái là mang đến cho một cái nơi sinh hoạt cộng đồng rất là văn minh. Buổi sáng rất là đông, sáng sớm có người vào anh nhảy. Đấy, con đường này thì sau nhiều năm cứ nâng cấp dần thì giờ phút này nó rất là ok. Đấy, nhưng mà đoạn này chưa ok này. Cứ làm kiểu này là vẫn chưa ok. Nói chung là cái sự thiết kế ấy, hiện tại rồi mình thấy nó vẫn chưa ok. Phải mở tất ra, mở tất cái này ra để cho cây nó thở. Như những cái đường mới rồi họ mới làm, rất là đẹp, chuẩn luôn. Thế đại khái đấy, đường xá rất là đẹp. Đây này, đây có cái biển quảng cáo. Nhưng mà vì mình rất thích cái biển này là ở dưới nó có phân rác ấy. Phân rác này, vì môi trường xanh sạch đẹp. Đấy, cái trường này gọi là trường tiểu học Dịch Vọng B. Đấy, quý vị nhìn nhá. Đấy, mình đi bộ này, thứ nhất là mình có được sức khỏe. Đấy, thứ hai mình ngồi nói chuyện với các bạn thì mình mới đi được. Mình quay này xong mình mới đi được. Chứ nói thật với các bạn mà không quay không thể đi được luôn. Mình làm cái chương trình này để gửi tới các anh, ông anh của mình, một vài người thôi, nhưng mà mình cứ làm. Vừa gửi tất cả khán giả luôn. Đấy, họ nhớ Hà Nội như thế nào thì đây, những hình ảnh thực tế về Hà Nội mình đang đi quay đây. Mình sẽ đi từng con phố một, mỗi ngày một con phố. Đấy, mình sẽ nói chuyện về con phố đấy. Đấy, ngày xưa có một góc nhỏ này, các bạn hãy nhớ này. Chính cái góc nhỏ này đã hình thành lên một cái gì? Một cái thương hiệu bia nổi tiếng của Hà Nội. Đấy, mà nó mới chỉ hình thành cách đây khoảng gần 20 năm. Đấy, mà thương hiệu bia đó ai đi đâu bây giờ cũng biết, nó bia Thu Hằng. Và đầu tiên bia Thu Hằng chỉ là thuê lại một góc rất nhỏ của một xó xỉnh ở công viên Cầu Giấy. Các bạn nhớ một điều thế. Và chỗ ấy người ta chưa, đây, chính cái chỗ này người ta đã làm con đường này. Và các bạn biết rằng nó chỉ có một món duy nhất đầu tiên mà mọi người đã nhớ về quá khứ, nhớ về những cái gì tuổi trẻ. Các bạn biết là gì không? Đó là món nầm, à quên mất, mầm. Mầm xanh ấy, sốt cà chua với tóp mỡ. Đấy, và
từ đấy phát triển đến các món khác nữa ngon hơn đấy. Và đây là cổng chính của trường đại học trường tiểu học Vĩnh Vọng B nhá. Và cái này rất hay các bạn nhá, có quảng cáo, các bạn quảng cáo đây này, ở dưới có thùng rác. Ở đây có hai ngôi trường, một trong ngôi trường Vĩnh Vọng B, và cái cây đa này thì bao năm rồi đấy, ngày xưa đi vào đây là uống bia đấy cũng ạ. Và đây là trường trung học cơ sở Dịch Vọng, có nghĩa là từ lớp 6 đến lớp 9 đấy. Bây giờ hơi tiếc, đây 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 các bạn nhìn nhé, đây là đá thật này, đây là đây mới đá thật này. Đấy, quý vị nhớ nhé, nó hơi bịt một tí nhé, mặt giống nhau nhé, nhưng quý vị quay ngược lại đây, cái này không phải đá nhá, cái này là bê tông này. Cho nên nếu mà bị lừa điếc nào ấy thì quý vị phải nhớ đây mới đá này, đây đá tự nhiên này. Đấy, đây mới là đá tự nhiên này, vỡ hết. Đấy, đây trường trung học cơ sở Dịch Vọng. Trên cái đường này ấy, nó có nhiều kỷ niệm với mình lắm. Và đặc biệt thưa các bạn, ở đây nó có mấy quán Lào rất nổi tiếng, quán dành cho món ăn Lào, gọi là quán Lào kìa. Quý vị nhìn bên kia là gọi là quán Lào. Các bạn muốn uống bia Lào này, muốn ăn đồ ăn Lào thì đến số 59 Nguyễn Thánh Toàn, Dịch Vọng, Cầu Giấy. Đấy, số 59 nhé, Nguyễn Thánh Toàn, Dịch Vọng, Cầu Giấy. Nó có một đặc điểm rất dễ nhớ, đó là ngay cái cầu đi bộ. Đấy, đây là cầu đi bộ à. Còn nếu quý vị đây, và cái cửa hàng xe máy kia bao năm rồi cũng thế. Cái cửa hàng nào, quán nào là ngày xưa nó chính là một quán phở gà mình rất thích ăn. Ok, còn xa xa kia nó là khu khác nhá, đó là Discovery ấy, một trong nơi đã từng sai phạm về chiều cao. Đấy, cũng ở trong cái phường Dịch Vọng này. Và thưa quý vị, đây đây là nơi mà giữ gìn giữ an ninh trật tự, là công an phường Dịch Vọng. Đấy, công an phường Dịch Vọng nhá. Kia là chùa Hà đấy, các bạn thấy không? Cái đầu của điểm đầu của cái phố này nó là chùa Hà và một cái đồn công an. Đồn công an này gọi là đồn công an phường Dịch Vọng. Đấy, quý vị thấy không? Và ra một ngã tư rất là to. Ngã tư này nó chính là giữa phố Nguyễn Khánh Toàn và phố chùa Hà. Và đặc biệt nữa, hai con phố nữa, và đầu con phố nữa là một cái tòa nhà cũng rất là cao, có trung tâm tiệc cưới đấy, có ngân hàng Aribank ở trước mặt kia. Đây là vòng vòng xuyến đấy nhá. Và đến đây thì thưa quý vị, chúng ta lại băng qua một cái thì cái bên kia không phải nhá, bên kia nó không phải là Nguyễn Khánh Toàn đấy nhá, nhiều người cứ tưởng đấy là Nguyễn Khánh Toàn nhưng không phải. Đây là điểm cuối cùng của Nguyễn Khánh Toàn rồi, điểm đầu hết rồi. Và ở đây là một khu gọi là chung cư cao cấp, cộng thêm thương mại, có cả siêu thị, đầy đủ hết mọi thứ. Nói chung ở Hà Nội bây giờ thì cứ cách khoảng một cây rưỡi đấy là quý vị sẽ thấy là một cái đại siêu thị rồi, ở các tòa nhà chung cư ấy. Còn một cái gọi là mega à, đúng, một siêu thị. Còn nếu quý vị thấy một cái mega ấy, mega gọi là market chẳng hạn, hay mega mall ấy, thì mỗi một quận là có một cái rất là rộng, đặc biệt là những nơi nào mà địa phương nào có cái Aeron của Nhật Bản thì rất là rộng. Thế ok, thì đến đây thì Dương cũng kết thúc cái giới thiệu về con phố Nguyễn Thánh Toàn với những lời chém gió của Dương Béo. Nếu quý vị thấy ok thì từ ngày mai mình vẫn làm, được sự ủng hộ. Có thể nó rung hoặc có thể là tiếng nói nó không được tốt lắm thì quý vị thông cảm, nhưng mình tin chắc là tốt tại vì đây toàn thiết bị nó cũng ok rồi. Và mai mình lại cho các bạn một con phố nữa. Ở đây mình nói chuyện một cái câu chuyện vui cho các bạn. Thực ra đây là con phố Trần Đăng Ninh này nhá, nhưng đầu kia là con phố Trần Đăng Ninh đấy, nó hơi vòng vòng một tí đấy. Đây là con phố Trần Đăng Ninh đấy. Ok thì mỗi ngày thì thế thôi, chứ bây giờ mình nói hết được thì cũng không hết được, tại vì thứ nhất là hát cổ họng. Ok, xin chào và hẹn lại quý vị trong những bài nói chuyện tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.